chơi lột chấm tiêu toàn bản đất em lý cống bảo thiên bản tiêu chiếc bà bè thầm mình Master Care chà xong cổ bản chơi chiếc bà thầm nhóm xong cổ rộp bà thê ra nụ thê ra cổ bà ông xong cổ rộp cả nạ ca mạc ca việc khám mân cổ đôi chìa bông ôn bông ôn đầy miên vọt tầm miên đầy tí tí chà môn năng phước bọt bằng hai nhóm xong xua xùm nô mùi xua vì xếp xâm đập ôn bông ôn để cho rùm cảm bị thị lệnh nghệ đi bà lo ngay năng năng sở bài chiếc bà lo chùm riêng đứa mùi bà lo bò bò bà nha bàn đi ôn ôn chùm nai bê bì lìa tiền bôi cả hai màu cho rùm sạp bàn chả ra mùi lấy chân cầm ôi chạp bê nhằm xông chả lao chùm đồ huynh hay nà mùi chùm đăng bìa rõm đồ bọc ôn ôn phong ôn ôn chùm tùm bèng cơ bông ở trong sở bài rộp chùm này đăng ông bì việc khám mân thằng ơ nâng dơ khai đồ bây khai khuôn thì chỉ là xây mùi đầy rừng mô bọc cọp đầy cơ nộp hiệp mình chá hay dạ được chứ này xong rạp nhóm nhóm kết tha nè thằng ơ nâng cô tìm mình cơn đồng lại xa mà khá nì dạ chân chấm sống chôn xa mùi đồng bây đo xa một thiết đồ viên nẹ chanh nâng nẹ chanh nhé nhóm sống chôn xa mùi lực tức chất nẹ chanh nghe hào dạ hay cô mân bên đây tha bằng tàu bọc áp nẹ chanh nhé đây đại sao chấm phút anh tàu lọc đăng tha thật nâng nông chùm nông nẹ nà mùi nửa lao tê mà đào lấy nâng nhóm sống chôn xa anh chết bờ sân nẹ nà chong bạc kèm dễ xu nẹ chanh nhé tàu ta bờ chong bạc kèm thật xu nẹ chanh dạ chấm sống chôn chìm xa ông lê đoan tiếp if you want something said as a winner if you want something done as a loser because leadership is built not chìm chập đam đo bê bọ ca thư bằng hàn chà bọ bằng chìm đo bê thư bọ bằng hàn hay chỉ tôi tới khi mà đại chơi chết thôi bắt bằng hai ngày tới được cái nào thuộc bắt bằng hai về tràn tràn từ liệt tập đa làm bị phục to khôn để khi mà chơi chết luôn nơi ở trong bằng hai cái score bị phục to khôn là bắt nhau mê cha và ngày ngày nay sự đại chết tha thôi bao nay tôi được chạm micro khi mà chơi câu tí tí không chụp nào bom ôm bập bờ nè mình bông bông sợi trăm nè, bông tì nè. Nơi chung là bót, ở phụ mặt đài nâng, cây cổ phong hay quật, mà hãy dựa quật bằng miên ca dô đăng chán. Tại đẹp không cố nói chui thử ca nghiệp quật. Tì mô có kết thả ban chui sẽ tự kết cổ xa, khá. Tì bì có thả bởi riêng cố nói xa, tới thay cao nâng miên là cốt lọ. Khá chung là bông bông nhâm tưởng ốc, nhưng mà được chơi trên kì. Mình hãy xin mình phát một lớp xe bị quát. Chúng ta đã kết quát thương chẳng khóc mẹn tên. Vì muốn nó kết thác khóc. Mà đó là người mơ khuyên thác quát khóc đây. Khóc tí mùi. Nước chữ ca kênh rồi anh tôi là cam cổ mà. Chà, nó khóc tí mùi. Khóc tí pi. Quát cổ bông phần xong mới thương nẹ cổ ta. Chà. Vì bố nẹ miên kỳ bớt smart. Mình nên work hard thế, tại cậu phụ nữ chúng ta work hard. Nếu tôi tâm thức lời bằng Robert Kiyosaki, còn như thế là if you want to be rich, you have to work smart, not work hard. Dạ. Bên đồng bây kịch, bây bị kịch cá thế, khi ông ta anh ta tới sẽ là riêng. Cô bụng đó đồng bây ban lên, chứ mình chẳng riêng mà nè. Dạ. Bên tay đồng bây thôi, anh ban riêng, anh ban dung, và anh ta riêng lại bật cài. Bên riêng bật cài, cô sẽ là những con chết đặt con chết đi tiên lưu là ô đại pháp bên nơi phải để con bằng ca sĩ đây sống bằng bọc nhầm con tha bà sân đi bàn trong chút chê trong miền bàn thay tệ tờ tiên lưu tì krong phân bình hay đến bàn mà hạp chì lại bên nơi trong kết tử lọc màu vấn khiêm thay tệ miền ca tăng chất tờ tiên mà hạp chì lại bàn bàn tay thương mạch tức khiêm mặt trong tay tờ mà nè ai thức khiêm mặt trong miền bàn đàm nè ai bếp ô trong bộ môn bà nè thương mạch tới ca tăng chất bọc nhóm bên nút là hốt bọc bên nít nhóm thư bàn chà cứ bóng bóng nhóm tưởng ở riêng hạt chìa lại miền ca nghị thư là ổ cục nha chìa tất cả cục hốt này bàn bị bày nẹ đáy chà nít đầy chân trong chạy ổng đầy thao vấy chìa nẹ đực nôm nẹ đực nôm môn đồng bóng bóng hốt thơ chùi khuôn ai bà tọa mà tiếp chùi bóng bóng cục xa
It come with empty box. បានសេចក្តីថាឪពុកម្តាយខ្ញុំជាអ្នករៀបការឲ្យអញ្ចឹងការរៀបការមកមានប្រការប្រទាំងផ្ទុះគ្នាច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតតែខ្ញុំធ្វើមិនខ្ញុំប្រើ full box ចាចាតើតើនឹងការរកទទួលទាន ដោយសារខ្ញុំមានសេចក្តីសុបិនថាថ្ងៃណាមួយដែលខ្ញុំជួបជ័យខ្ញុំគុំតកើងទៅខ្ញុំអត់ចង់មានស្នាមប្រឡាក់ពណ៌ខ្មៅមួយនៅលើផ្ទាំង ទោះបីយើងមិនធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់ក៏ដោយប៉ុន្តែសប្ដងថ្ងៃក៏គាត់ខ្លាចជាមនុស្សជោគជ័យផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលអាចផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សទូទៅហើយក៏ជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែរចា៎ជាចុងបញ្ចប់ដែលខ្ញុំចង់ជូនសារទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាកុំខ្វល់អំពីយើងចេញពីប្រភពណាមកសំខាន់យើងដឹងថាយើងចង់ទៅណាយើងដកទិសដៅដែលយើងត្រូវទៅចា៎សូមអរគុណចា៎ចា៎សូមអរគុណដល់លោកជំទាវ ដើម្បីមោទនភាពតអត់ដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនិងមនុស្សជាតិ